đời được thiên hạ an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và sau đây nghi lễ dâng hương xin được phép bắt đầu. Đoàn kim nhạc xin phép được thay lời các con các cháu có đôi lời than khóc bỏ cha trước lúc cha đi xa. Cha hiểu ơi, cha ơi, thế nào hết từ nay đâu còn nữa, nơi xương trần còn lại nấm cỏ xanh. Nhìn màu tang dầu dĩ phủ bao trùm, đã che khuất hương hồn nơi chán suối. Lúc này đây họ hàng nổi ngoài, chi thủy thân bằng bầu bạn thương gian. Sao không phải lấy cả hai vé? Lời cầu tinh của hàng hồn cao già, lời cầu siêu của sư thầy tư tiệm. Lần khóc nhạc buồn làm xé ruột lòng đau, tiễn đưa cha xuôi đò về quê tổ. Có niết bàn hồi hộ gặp xa tiên. Cha ơi, trần gian sống người khác là thiên thu, giờ này anh chị em chúng con chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu cầu mong hương hồn cha được đức Phật chạy lòng thương tiếp dẫn cha về tây phương cực lạc. Qua bạc nhạc, lạy Phật quan tâm. Mong sao các con các cháu thảo hiền.
không sung mòn hạnh một đời xa chung. Vậy mà chúng con chưa kịp báo đáp đền ơn, nỡ nào cha bỏ chúng con cha về. Này trước ban thờ cha, các con các cháu kể sao cho xiết, chỉ biết nhờ kỳ kẻ tha khóc gọi cha, cha ơi. Vâng, và giờ này để tưởng nhớ đến công lao sinh thành dựng dục trời biển của cha, đoàn kim nhà xin phép được thay lời các con kính dâng lên cha bản nhạc ơn nghĩa sinh thành.
lòng tưởng nhớ. Vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc đến từ dịch vụ nhà thiếu Nguyễn Văn Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng đã được chu viên hoàn tất. Một lần nữa, đoàn xin được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của tan gia. Kính chúc cụ về nơi xứ vàng an giấc ngàn thu. Được tin của Trần Đức Thảo hay 50 lâm bệnh qua đời, được lời mời của gia đình, được sự quan tâm của đoàn kim nhạc nữ Hoa Đăng, đã mất chút thời gian và ngọc từ thành phố Hải Phòng để thắp hương viếng hương hồn cụ và để cùng nhau đưa tiễn đưa của Trần Đức Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban lễ tang sẽ được gửi lời chân thành cảm ơn. Và để tiếp theo chương trình lễ viên, ban lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Hội Cựu Chiến binh thôn Vũ Xá do đồng chí Trần Xuân Phanh làm trưởng đoàn vào đặt vòng.